Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 4 tháng 9 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.